Với sự phát triển chóng mặt của công nghệ số, đòi hỏi nhiều nông dân phải có hướng đi mới trong tư duy để phát triển kinh tế. Trong đó, nhiều hộ làm mộc ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào đã tích cực đưa các mặt hàng đi triển lãm và bán qua mạng xã hội để tiêu thụ. Xã Hòa Phong hiện có trên 700 hộ làm nghề, nhiều nhất tại hai thôn là Phúc Miếu và thôn Vân Dương. Nghề mộc từ lâu được xem là nghề chủ lực ở địa phương. Trong đó, nhiều hộ đã tự chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm của mình thông qua các buổi triển lãm và áp dụng mạng xã hội để bán hàng. Anh Nguyễn Đình Thao ở thôn Vân Dương, ngoài việc đưa sản phẩm đi triển lãm hay các hội chợ trong và ngoài tỉnh, anh Thao cũng tận dụng mạng xã hội thông qua các buổi livestream trực tiếp trên Facebook, Zalo để bán hàng. Chỉ cần một chiếc điện thoại hay laptop, cứ 3 lần một tuần, anh cùng vợ của mình lại dành thời gian để đăng sản phẩm lên mạng. Các sản phẩm của anh từ đó sẽ được người tiêu dùng đánh giá luôn về chất lượng, tính thẩm mỹ và có thể đặt hàng ngay trên mạng mà không cần đến tận nơi để mua. Trung bình một tháng anh có thể bán trên 20 sản phẩm với thu nhập trên 200 triệu đồng từ sử dụng mạng xã hội đem lại thu nhập cao cho gia đình. Trước đây mấy năm ấy thì chúng tôi tìm bằng cách phổ thông thì thực sự nó rất là vất vả. Chúng tôi phải đi đến từng tỉnh, từng địa phương, từng các cửa hàng để chào rồi giới thiệu về sản phẩm của mình. Từ mấy năm về đây thì chúng tôi là dùng cái công nghệ 4.0 bằng những cái chiếc điện thoại smartphone. Đấy, bây giờ thì ai cũng dùng smartphone, từ khách hàng đến tất cả. Gần đây thì tôi cũng làm những cái chương trình live stream trực tiếp thì cái độ tương tác nó cao hơn, khách hàng nó tiếp cận mình nhiều hơn và trực tiếp chốt đơn hàng trên những cái buổi live stream là tạm thời là tương đối là rất là tốt. Không chỉ có gia đình anh Thao, hiện nay trên địa bàn xã đã nhiều gia đình cũng triển khai bán hàng qua mạng như gia đình anh Phạm Thành Lợi, Phạm Văn Thiết cùng ở thôn Vân Dương. Đây là một hình thức bán hàng giảm tiện được thời gian và công sức. Để chủ động tiêu thụ sản phẩm mộc của địa phương, các hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh hồ mộc trong toàn xã đã chủ động tham gia hội chợ triển lãm để giới thiệu sản phẩm, đồng thời thông qua trang mạng xã hội để quảng bá sản phẩm và chủ động tiêu thụ các cái sản phẩm mộc đã sản xuất ra trên địa bàn để nâng cao đời sống thu nhập cho nghề mộc của địa phương. Có thể nói việc đưa các sản phẩm của mình đến các triển lãm hay qua mạng xã hội hiện đang được đông đảo người dân sử dụng. Đây là cơ hội để các đơn vị cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ xã Hòa Phong được giới thiệu quảng bá rộng rãi. Đồng thời, nông dân chủ động hơn với thị hiếu của người tiêu dùng cũng như giá cả của thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển nghề mộc tại địa phương.